Hello, xin kính chào quý vị khán thính giả Bình Võ và Ngọc Trang. Xin kính chào quý vị. Hôm nay cũng tiếp tục, xin mời quý khán giả hãy tiếp tục theo dõi phần 4, cũng là phần cuối cho một chuyến du lịch tại đảo Phú Quốc. Du lịch và khám phá quý vị, chúng ta hãy khám phá những nơi mà trên vùng đảo Phú Quốc này có những nơi rất là hoang dã và những nơi chúng ta đến tham quan thật là đẹp. Và hôm nay thì chúng ta sẽ được đến xem cái nơi mà nó sản xuất ra ngọc trai và trung tâm mua sắm cũng như những hòn đảo lân cận. Xin kính mời quý vị khán giả hãy tiếp tục đón xem phần 4 cũng là phần cuối cho cái chương trình du lịch tại hòn đảo Phú Quốc này. Kính mời quý vị hãy tiếp tục đón xem. Right, good morning cả nhà nhé. Hôm nay là ngày thứ ba của ở trên đảo Phú Quốc này. Thì rất tiếc là sáng hôm nay nó đã bị mưa, thành ra mình không có đi ra lấy view lấy đồ được, mà mình chỉ có được đi quay view một chút xíu ở cạnh ngay khách sạn này và chút xíu nữa sẽ check out trả lại phòng. Ok quý vị, chút xíu nữa sẽ trả lại phòng và mình sẽ rời khách sạn và đi tham quan hai chỗ nữa, là cái chỗ mà sản xuất của ngọc trai với đồ đó quý vị. Thì chúng ta sẽ có những phim mà mình đi tham quan thêm hai cảnh nữa thôi, thì sẽ vô lại đất liền. Ok. Sẽ vô lại đất liền và chúng ta sẽ trở lại Sài Gòn. Đó là cái lịch trình cho 3 ngày đi tour ở đảo Phú Quốc. Thì trong 3 ngày qua thì đang ở lại ở ngay cái khách sạn này quý vị. Palmer, phía trên đó là một cái bar. Tối hôm qua đã lên đó ở và rất là đẹp. Thì hình như là cuối tuần nào cũng vậy, cũng có ca sĩ về đây hát. Thì nếu mà anh thì là sau này mà đi qua đi du lịch chơi thì tối thứ sáu thứ bảy thì hãy để ý, thì là mình sẽ lên đó thì có ca sĩ trên đó người ta sẽ hát. Ok, còn bây giờ mình tham quan đi vòng ra phía ngoài. Em đi ra lại bên ngoài em ơi, đi ra biển nhé. Cái hồ bơi này xem hồ bơi đẹp dễ sợ không. Bên này thì cho con nít tắm nè, nó mát vậy, còn bên này thì người lớn lớn đó. Chị thấy là tuyệt vời lắm, nói chung tuyệt vời lắm quý vị, đẹp lắm. Nói chung là đi tất cả các nơi mà thấy nó tiện dụng như vậy, nó rất đầy đủ tiện nghi như vậy thì làm cho người ta chơi rất là thoải mái. Ok, thì từ trong hồ bơi này quý vị, chúng ta đi bộ theo cái bờ kè này đó, thì nó sẽ đi dọc ra và đi ra phía ngoài này thì có một cái đường đi xuống biển. Thì chúng ta đang đi như vậy đó, biển trước này thường thường mà đúng cái ngày của nó thì sẽ có nước phun rất là đẹp. Cái cậu bà cho leo đi luôn đó. Khu này khu vui chơi của nít nè, thấy không? Nếu mà có con nhỏ ra đi chơi thì vẫn là tuyệt vời. Chúng ta đi đó, và nếu mà chúng ta bơi thì bắt đầu từ ngay đây là bắt đầu có một cái hồ bơi nhỏ đó. Đây là cái khung cảnh đứng từ dưới nhìn lên này quý vị, phía ngoài này nhìn lên khách sạn này. Wow, tuyệt vời không đó, đây là cái view của cái nhìn này, view này, view nhìn ra biển này đẹp ghê không. Tiếp tục. Wow. Đường này đường đi bộ ra tới biển luôn đấy quý vị. Ok. Cửa ấy mình cứ đăng lên, mình cứ chấp bên về là nó mờ căm. Lên cái bút là mờ nữa. Ai cũng thấy có hai tấm mà thấy bà Ti đồ ở mấy tấm luôn. Bà không tấm luôn. À, trưởng đoàn có khác. Ôm hết tất cả luôn dưới đấy. Em đứng ngay trên cái tâm này, ngay đây này nè. Hai anh. Vậy lấy bé. Yep. Trump đã từng đến Phú Quốc và đã ở lại cái một cái khách sạn ở đây
gần ở đây. Rất là gần ở đây luôn, cách đây khoảng 10 phút thôi quý vị. Đã từng tổng thống Donald Trump, tổng thống 45 của chúng ta đã từng về ở lại ngay chỗ. Và ông đây là ông nói Phú Quốc là một cái đảo ngọc phải không anh? Dạ. Chính xác, quá tuyệt vời luôn. Và ngày hôm qua chúng em đã đi ngang qua cái khu vực cái resort đó rất là đẹp. Tại vì thời tiết Phú Quốc là welcome nhà mình bằng một cái thời tiết cực mát, để sao mình chơi nó không có bị nắng, không bị oi. Chính vì vậy thì nhờ cả nhà mình không hình ảnh của từ ngoài biển đi vô nha, vô hồ bơi. Từ ngoài biển đi vô khách sạn bụng quá. Ok, đây là từ ngoài biển đi chưa. Những cái villa và xung quanh những cái khu khách sạn như vậy quý vị rất là enjoy và relax cho quý vị khi mà những ngày nghỉ ở đây lắm. Đây, biển sau lưng chúng ta bây giờ trời mưa thì những trời đổ cơn mưa rồi, mưa lớn rồi quý vị ơi. Chúng ta tranh thủ đi vô nha, mưa lớn rồi. Ôi chú cha, đây là con đường từ ngoài biển đi vô lại khách sạn đó quý vị. Mưa lớn, ủa quá, trời nắng đẹp rồi, tuyệt vời luôn. Nhưng mà mưa chịu thôi, đúng là cái gì cũng qua thời tiết. Thời tiết sẽ nó ngăn cản những cái bước đường chúng ta đi như thế nào. Nhưng mà nếu mà không ngại trời thì chúng ta cứ hiên ngang mà đi thôi, đúng không? Đúng không? Chúng ta từ đây rồi phải đi dân cái biển nè. Đó, thấy cái view của khách sạn phía sau chưa? Đẹp ghê không? Wow, vẫn tiếp tục mưa, vẫn tiếp tục đi, không sao. Bây giờ đã đi vô tới rồi. Ok, bye bye quý vị. Đây là một cái view từ ngoài biển đi vô, ok. Tạm biệt, gặp lại sau nha. Chào mọi người. Sunshine. Rất là đẹp quý vị ơi.
Hello quý vị, đã đến giờ check out của khách sạn. Bây giờ chúng ta tạm thời sẽ tạm biệt cái khách sạn này và chúng ta sẽ đi đến hai nơi nữa để tham quan, và sau đó chúng ta sẽ lên máy bay và trở lại Đức liền và tạm biệt Phú Quốc nhé. Hẹn những cái video kế tiếp, nhưng mà trước lúc tạm biệt Phú Quốc thì chúng ta phải tạm biệt ở đây trước đó. Ok, bye bye, see you again. Okay, một lần nữa xin tạm biệt vùng biển của Phú Quốc và tạm biệt khách sạn Primer. Tạm biệt quý vị cho những cái ngày sắp tới, nếu mà có dịp chúng ta sẽ trở lại đây thêm một lần nữa để mà khám phá cái hòn đảo Phú Quốc này như thế nào. Chứ thực sự ra hiện tại bây giờ thì vẫn nó còn phát triển rất là nhiều, nhưng mà nếu mà nói về mà cho nó xôm tụ hơn nữa thì ắt lấy cũng khoảng từ 10 đến 15 năm nữa thì cái hòn đảo Phú Quốc này mới thấy là nó mới sầm uất được, chứ hiện tại bây giờ vẫn còn hoang sơ và nó vắng lắm. Cái sự thu hút nó vẫn còn rời rạc, chứ chưa đến nỗi nào mà mạnh dạn lắm. Cho nên vẫn còn rất là nhiều cơ hội để cho những người có thể đầu tư đến cái hòn đảo Phú Quốc này. Ok, một lần nữa xin tạm biệt. Ok, xin tạm biệt nha, tạm biệt khách sạn Primer đã cho chúng tôi 3 ngày để ở lại nghỉ dưỡng ngay chỗ khách sạn này. Và cuối cùng cái ngày cuộc vui nào rồi cũng sẽ tan quý vị, thì đi sẽ về thôi. Cũng hẹn lại quý vị cho một ngày gần đây. Và đây là cái nón của Trump 2024, Meet American Ray Again. So hopefully, không có hopefully nữa mà Trump will be back to 2024 and 46. Trump 46. So thank you. We'll see you. Okay. Đây là đảo Phú Quốc của khách sạn Primer, nằm trên một hòn đảo của Phú Quốc ở Việt Nam, và em đã đến đây và tham quan trong vòng 3 ngày để du lịch cho một chuyến đi vừa qua. Xin tạm biệt. Okay. Bye bye. Một hai ba nè, bye bye khách sạn nha. Rồi chúng ta đã rời khách sạn rồi nha. Bây giờ lại còn đi ra bến và đi qua tham quan hai chỗ nữa là chúng ta sẽ rời bến nha. Ok. Rời bến nào? Rời quảng Phú Quốc cho vòng tối hôm nay. Ok. Giờ chúng ta tiếp tục, vẫn còn nửa ngày nữa. Và trên tinh thần là mình ăn xong là chúng ta sẽ đi hai điểm, một là một cái cơ sở, một cái trung tâm nuôi cấy ngọc trai. Như ông Chí đã nói, và trong đây thì mọi người chúng ta có thể tìm hiểu được, biết được cái quy trình họ nuôi cấy ngọc trai nó là làm sao, họ cái cách họ khai thác ngọc trai như thế nào. Bên cạnh đó chúng ta có thể chiêm ngưỡng những bộ trang sức có giá trị có thể nói hàng tỷ đồng. Rồi với lại là bên trong cái cơ sở nuôi cấy ngọc trai này cả nhà, thì cũng có một cái quán cà phê luôn bên trong của cái cơ sở này luôn. Còn cái quán cà phê này là quán cà phê điều hòa, ví dụ như mọi người tí mà chúng ta muốn ngồi uống cà phê để mà đợi đến chiều ra sân bay á, thì chúng ta có thể ngồi ở quán này. Thì vì trên trung tâm, mình trên đường trung tâm của mình chỉ có duy nhất cái cơ sở này là họ có quán cà phê với điều hòa, còn nó có phòng điều hòa, còn bên kia là chỉ cà phê ngoài trời, cà phê ngoài trời, cà phê ghế nhà đấy. Chỗ duy nhất cái chỗ đó là có
ví dụ ở trên trung tâm của mình nhưng mà có thể là trực tiếp cho đại lễ luôn. Và phía dưới cái máy ép bún á, làm cái nồi nước sôi rất là to và cái nồi nước thì họ đun sôi cái bún mà họ ép xong nó rơi cái bún xuống và họ sẽ vớt cái bún đấy họ bán cho mình luôn, coi như là cái bún tươi bún còn nóng luôn đấy. Rồi sau đó cái bún này mình sẽ ăn kèm với nước lèo. Cái nước lèo chính là cái nước mà họ nấu bún nhà đấy. Và cái nước thì cái nồi rất là to, họ cũng không có đem đếm gì trong đấy luôn, nó rất là nhạt, nó rất là nhạt. Cho nên là mình sẽ phải cần thêm một cái chén nước chấm của mình. Cái chén nước chấm thì họ kế bên đấy họ sẽ có một cái bàn để gia vị đường, muối, bột ngọt, chanh, ớt rồi đấy. Rồi mình sẽ pha chế cái chén nước chấm tùy theo cái khẩu vị của mình, cay, chua, mặn, ngọt như thế nào đấy. Sau đó mình đem đến vừa cái khẩu vị của mình và mình cho vào cái bát bún. Cái bát bún của mình nha. Và cái bát bún đấy là nó chỉ có bún này, chả cá này, với lại là thịt bò, với lại là mực, mực tươi chúng mình sẽ mực ống. Cái bát bún của mình, tô bún của mình nha đấy. Cho nên họ gọi đấy là cái bún quầy, nó quầy chi chén nước chấm là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là cái bún này, sau khi mà người ta cái bún nó rơi xuống cái nồi nước sôi với nước lèo nhà đấy, người ta quậy trên đó như thế này cho cái bún nó đã ra, cho cái bún nó đã ra vậy là bún quầy nha cả nhà ha. Và cái bún này thì ăn kèm với rất là nhiều hành, hành lá rất là nhiều cả nhà, hành lá rất là nhiều. Tuy nhiên là chúng ta vào đây chúng ta ăn thôi chứ không có quầy. Đó là quầy có bún quầy nhưng mà ở đây cho chú mình đi, nó cho để chú mình quay. Mình ở trên Sài Gòn họ bán thì họ đã gọi là họ đã cắt lại, tức là họ có cho kèm rau chưa được. Nhưng mà riêng ở những con đường trên đảo Phú Quốc đó quý vị, bún với lại chả cá, bún xe hoặc động bình thường, thịt bò với mực thôi. Dạ, không có rau. Nói ra đảo Phú Quốc thực sự nó giống như là một thành phố luôn đó quý vị. Còn đường xá rồi mực xe bớt và xe bảy chỗ đủ bình thì cũng được, rất là đông quý vị ha. Lúc trước mình cứ nghĩ là đảo nó sẽ không có xe có tội, nhưng thực sự ra đó là giống như một thành phố luôn. Hiệu kiến xây, và cái thương hiệu thứ hai là thương hiệu Thanh Hùng. Và trên cái trục đường Trần Hưng Đạo này thì cái thương hiệu kiến xây là họ gần với chỗ mình nhất. Chiều nay mọi người chúng ta có thể cân nhắc đi thử cũng được. Tại vì 6:40 mình mới bay, 6:40 mình mới bay thì tầm đấy là giờ ăn tối rồi, cũng hay bị lỡ cỡ. Chiều nay mình sẽ tí nữa mình sẽ đi cái điểm này ha cả nhà ha. Có cái bộ trang sức như ta đấu đâm đâu. Đây là dài. Trời ơi. Đây là đường chính của trung tâm. Và cái cung đường hiện tại xe mình đang di chuyển ở đây cả nhà là cung đường Trần Hưng Đạo, làm có thể nó một trong những trục đường chính. Trục đường chính của đảo Phú Quốc mình, và có thể nói rằng là một trong những cung đường đắt đỏ nhất trên đảo Phú Quốc mình. Nhà đấy. Tại vì bên phía bên tay trái cả nhà chỉ dài theo tuyến đường, mà bên phía tay trái là phía biển nhà đấy, rất rất nhiều nhà hàng lớn, quán ăn cũng như nhà hàng khách sạn lớn người ta tập trung, người ta khai thác ở khu vực phía biển. Còn bên tay phải của cả nhà mình là khu vực đồi núi nhà đấy, thì có rất nhiều quán ăn cũng như quán cà phê ở trên đồi núi, mà cụ thể là chi tiết như là cái quán Chuồn Chuồn, cái quán Sơn Trà Miêu mà mọi người tối qua có đề cập đến ấy. Thì coi như là nó tiện cả đôi đường, đầu tư được cả hai khu vực, cho nên cái cung đường này rất là đắt đỏ. Và người dân địa phương trên đảo Phú Quốc họ gọi đây là cái cung đường nghìn tỷ, cung đường nghìn tỷ. Vào cái thời điểm năm 2019, nếu như mà nhà chúng ta thường xuyên cập nhật báo mạng báo đài, chúng ta sẽ biết là Phú Quốc chúng ta trải qua một cái cơn sốt đất kinh khủng như thế nào vào năm 2019. Tại vì cái vào cái thời điểm mà năm 2019 đó cả nhà, thì Phú Quốc chúng ta đã có rất nhiều thông tin, nhiều ý kiến là chúng ta sẽ được nâng cấp lên là đặc khu kinh tế năm 2019 nhà đấy. Nhưng mà tính tới tính lưu tới tuần chốt hạ là Quốc chúng ta không lên được đặc khu kinh tế nhà đấy. Rồi cái giá đất nó tạm thời nó lắng xuống, nhưng mà rồi đến ngày 1/1/2021 thì Quốc chúng ta lại một lần nữa được nâng cấp lên là thành phố. Bây giờ mình là thành phố Phú Quốc rồi cả nhà, không còn là huyện đảo Phú Quốc nữa nha. Mình là thành phố Phú Quốc nhưng mà mình vẫn tự thuộc tỉnh Kiên Giang. Tỉnh Kiên Giang các nhà ha. Và tỉnh Kiên Giang là một trong những tỉnh hiện tại chúng ta có 3 thành phố. Thứ nhất là thành phố Giá, cái thứ hai là thành phố Hà Tiên. Hà Tiên mình là cũng là thành phố, là không còn là thị xã nữa ha cả nhà ha. Thành phố Hà Tiên, và cái thứ ba là Phú Quốc mình, thành phố Phú Quốc.
mình được nâng cấp lên thành phố Phú Quốc, và kể từ đó mình đi tàu cao tốc khoảng 2 tiếng rưỡi là mình tới. Và Phú Quốc chúng ta thì cũng đã bắt đầu sản nó lại một lần nữa lại căng lên, để chính là để ta gọi để cái con đường này, con đường Bình Trị, trục đường chính, một bên biển, một bên đồi núi. Khi mình đến nhà hàng mình dùng cơm bên cả nhà, những cái đồ là không cần thiết thì nhà mình chúng ta có để lại trên xe ha. Mình họ phải mang xuống nha cả nhà. Mình chuẩn bị đến nhà hàng xong chuyện đến điểm ăn trưa. Ok.
nó nhẹ xuống rồi nhậm. Ok, bye bye. See you again. Tạm biệt đảo nha. Ok, bye bye. Một hòn đảo, một ngày tham quan thật là vui vẻ. Thank you very much. Tạm biệt nha.
điểm danh nha, đầy đủ chưa? Có 2 người à? Đúng rồi, 2 người. Đi thuê à? Chưa tắt em. Rồi cái ngày hôm qua là mình đi cano. Mình đi cano thì cái cano đấy là nó nằm ở phía nam đảo. Nhà đấy là coi như ngày thứ hai chúng ta đi nam đảo. Rồi ngày hôm nay là chúng ta đi cái điểm đặc sản, chúng ta đi hướng gọi là chắc về phía đông của đảo Phú Quốc mình. Còn khách sạn của mình thì ở khu vực phía tây, là coi như mà trong nhà bốn phía trong quá trình là trải nghiệm là Quốc 3 ngày đêm mà chúng ta trải nghiệm đủ bốn hướng đông tây nam bắc. Nhà đấy. Nhưng mà trong bốn hướng đấy thì chỉ có 3 hướng là có điểm tham quan thôi cả nhà. Chỉ duy nhất là cái hướng phía tây là hướng chỗ khu vực khách sạn nhà mình ở đấy, thì ở đấy là không có điểm tham quan. Tại vì ở đấy là cái bãi biển ở đấy tên gọi là bãi Trường, và cái bãi biển đấy nó dài độ khoảng là 17 cây số cái bãi biển đấy. Cho nên là các nhà đầu tư lớn họ tập trung vào đấy, họ xây dựng các khách sạn, các cái resort năm sao. Cho nên là trong quá trình di chuyển ở trong đấy, nhà mình đấy, trong đấy khách sạn rồi nhà đấy. Và cái 2014 có điện, là cái điện đấy là kéo từ Hà Tiên kéo vào ở cả nhà. Kéo từ Hà Tiên kéo vào bằng đường cái đường đi qua một cái cáp đấy thì nó sẽ chung xong 1.5 mét với cái đường kéo dài từ Hà Tiên kéo dài qua. Nhà đấy. Đặc biệt là nuôi hải sản, nuôi thủy sản đó quý vị. Thì đang họp trên đường để nó để tham quan và hiện tại thì Phú Quốc đã nuôi thủy hải sản cho chúng ta để nó tham quan cho cái trụ điện trên đảo Phú Quốc, và hiện tại là quá nhiều cho nên là chỗ đặt này nhé, và chính vì thế là đang tăng cường trên đầu cái tiếng điện. Trung tâm đặc sản mua sắm Phú Quốc nha. Okay. Ta đi vô tham quan như thế nào? Mua bán, mua sắm được thôi. Siêu thị mà. Siêu thị Ngọc Trai. Đặc sản nha, còn miêu sò ốc hến Ngọc Trai đồ đầy đủ trong này. Ồ, những cái thuyền này làm hay không? Đại nó đánh bóng cái sạc cừ lên. Yến. Hộp yến. Wow, máy khô nè. Đủ thứ. Đây là những món hàng đặc sản của đảo Phú Quốc nha quý vị. Đặc sản Phú Quốc thôi. Em bị ngứa. Đặc sản của Phú Quốc. Đây một cái siêu thị bán đồ đặc sản của Phú Quốc nha. Đi tham quan cho biết.
ở bên đó là trên sầu riêng rồi. Trung tâm mua sắm đặc sản của đảo Phú Quốc, nhưng mà đây là thuộc chuyện bây giờ là thành phố rồi. Sấy khô mực everything. Đó, đồ khô này. Đây là mực sấy này, tẩm này. Tôm khô này. Cá cơm này. Tôm sấy luôn. Và mực. Trời ơi, mấy cái món này mà nhậu thì thôi, chứ mấy ông nhậu mà thấy mấy món này là thèm lắm rồi. Wow, mực. Oh. Mực tẩm á. Mấy ông nhậu mà vô đây thì thôi, khỏi cần. Còn đi tham quan là toàn đồ sấy khô mực. Cái này mà những người nhậu là thôi. Mời. Khô sấy quá trời khô luôn. Mời không? Cái này mà đồng mồi nhậu thì thôi chứ thiếu gì đâu. À, chú cơm. Cái kia làm sẵn mới ngon. À, biết rồi. Đó là một dòng đặc sản của đảo Phú Quốc này quý vị. Đây là trung tâm luôn. Okay. Đây, tham quan một chút xíu cho quý vị cùng thấy. Ok, ở đảo Phú Quốc này có những cái gì. Đó là một lần tham quan thì mình đi như vậy. Ok quý vị. Bye bye quý vị. Lúc đến đây thì người nào đi vô quầy thì đều phát một cái bảng số như vậy để cho người ta dễ kiểm soát đấy. Biết được ai vô đây. Ok, bye bye. Tiếp tục nha, tiếp tục cuộc hành trình. Cho của đoàn chúng ta thứ nhất là về cái quy trình xuôi cấy ngọc trai đó là làm sao, cái kỹ thuật xuôi cấy nó như thế nào. Và bên cạnh đó thì chúng ta họ sẽ hướng dẫn, họ sẽ chỉ cho mình cái cách để mà khai thác cái viên ngọc trai, cái viên ngọc trai nó nằm ở vị trí nào của con trai. Kính thưa quý vị, như lời đã hứa thì mình sẽ tặng cho trai một bộ ngọc trai
và một lời cầu hôn và mắt Trang sẽ được nhận một món quà ngày hôm nay, và rất mong rằng là mọi người sẽ chúc mừng cho Trang trong cái bộ ngọc trai mới mà Trang sắp sửa nhận. Và nếu không có thì mọi người cũng sẽ biết là Bình sẽ không có đường về. Mọi người nên nhớ như vậy. Ok, cảm ơn anh. Ok, đây là tới khu vực này, Long Beach, chỗ sản xuất ngọc trai đó quý vị. Đây là trung tâm sản xuất ngọc trai nha. À, cách thân cây ghép ngọc trai như thế nào thì chúng ta cùng đi. Đó. Cách này là cái gì? Cấy nè. Thả lồng nè. Thả lồng nè. Thu hoạch nó. Thu tác. Và trước khi gia đình của mình di chuyển vào phía bên trong showroom tham quan và mua sắm, xin hãy dành chút ít thời gian để tìm hiểu về công ty, các dòng ngọc trai cũng như các sản phẩm mà chúng tôi đang hiện có. Được thành lập từ tháng 8 năm 2012, công ty cổ phần ngọc trai Longsver là sự hợp tác giữa tập đoàn Long Beach cùng với các công ty ngọc trai đến từ Pháp, Nhật Bản và Hồng Kông để tạo nên những thiết kế độc quyền đến từ các chuyên gia hàng đầu trên thế giới. Và như gia đình mình cũng có thể quan sát thấy Long Sơ tự hào là đơn vị duy nhất trong ngành nữ trang ngọc trai tại Việt Nam thiết kế và chế tác độc quyền vương miện cho các cuộc thi sắc đẹp uy tín và nổi tiếng như Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam, Hoa hậu Việt Nam từ năm 2015 cho đến nay. Và từ mối liên kết đó, chúng tôi đã cho ra đời 4 dòng ngọc trai nước mặn cùng các dòng ngọc trai nước ngọt, và lát nữa đây gia đình mình sẽ được tham quan và chiêm ngưỡng. Dòng ngọc trai nước mặn đầu tiên sẽ được phép giới thiệu với cô chú, anh chị, đây là giống ngọc trai Tahiti. Tahiti được mệnh danh là nữ hoàng của các loại ngọc trai. Màu sắc của viên ngọc trai Tahiti sẽ có màu đen ánh xanh, ánh sáng, ánh đồng và ánh tím. Viên ngọc trai Tahiti được thế giới đánh giá rất cao bởi cái ngoài sang trọng và huyền bí của nó. Dòng ánh sắc đen chủ đạo nên viên ngọc trai Tahiti sẽ thường phù hợp với những đối tượng khách hàng thích hướng nội và không thích sự phô trương. Dòng ngọc trai nước mặn thứ hai có tên là Mabe. Điều đặc biệt ở dòng ngọc trai này so với các dòng ngọc trai khác đó là được mùi cấy trực tiếp ở phía bên trong của lớp vỏ con trai. Do vậy khi thu hoạch thì mình sẽ cắt ở phần bên trên lớp vỏ con trai ra và thu được một viên ngọc có hình bán cầu chứ không tròn được nguyên viên như các dòng ngọc trai khác. Do có dạng đặc biệt như vậy nên viên ngọc trai MB thường được sử dụng để làm mặt dây chuyền, mặt nhẫn hoặc là hoa tai như gia đình mình đang quan sát thấy đi ạ. Và thường sẽ phù hợp với những đối tượng khách hàng thích sự tự do, phóng khoáng và không thích sự đụng hàng. Dòng ngọc trai nước mặn thứ ba có tên là Shoshi. Shoshi là dòng ngọc trai lớn nhất trong tất cả các dòng ngọc trai. Với kích thước của ngọc trai là từ 25 đến 35 cm và kích thước của viên ngọc cho ra từ 12 đến 20 mm. Bởi thế nó được mệnh danh là đại trân châu. Màu sắc của viên ngọc trai Shoshi sẽ có màu trắng, màu bạc, màu vàng chanh và màu vàng kim. Trong đó nổi bật nhất là màu vàng kim, là màu mà gia đình mình đang quan sát thấy đi ạ. Vì theo quan niệm của người phương Đông chúng ta, màu vàng kim sẽ tượng trưng cho sự tài lộc và may mắn. Dòng ngọc trai nước mặn cuối cùng trong bốn dòng ngọc trai nước mặn có tên là Aquia. Aquia
ngọc trai nhỏ nhất trong tất cả các dòng ngọc trai, với kích thước viên ngọc cho ra chỉ từ 3 đến 10mm. Tuy là có kích thước nhỏ nhưng nếu xét về độ tròn, độ bóng, độ sáng thì viên ngọc trai Aquaya được đánh giá rất cao. Và một điều đặc biệt hơn nữa, đây là dòng ngọc trai đã được người cấy thành công tại đảo Ngọc Phú Quốc. Viên ngọc trai Aquaya sẽ phù hợp với tất cả mọi loại đối tượng khách hàng, không phân biệt lứa tuổi, trang phục hay màu da. Dòng ngọc trai tiếp theo đây là dòng ngọc trai nước ngọt. Nếu như bốn dòng ngọc trai nước mặn em vừa giới thiệu với gia đình mình, mỗi con trai chỉ có thể cấy được một viên ngọc. Thì đối với dòng ngọc trai nước ngọt này, một con trai có thể cấy được từ 10 đến 20 viên ngọc. Do vậy, giá thành của viên ngọc trai nước ngọt sẽ có giá bình dân hơn so với bốn dòng ngọc trai nước mặn. Viên ngọc trai nước ngọt sẽ có 4 màu: trắng, hồng, cam và tím. Do vậy gia đình mình có thể thoải mái lựa chọn cho mình một món quà trang sức hoặc dành tặng cho những người thân yêu. Và tiếp theo đây, để được trực tiếp xin đi dòng ngọc trai người giới thiệu, xin mời gia đình mình di chuyển vào phía bên trong studio. Bên trong studio chưa phải đến ngọc trai. Ngọc trai còn có đất thế giới, thế giới hả? Bên trong. Bên trong. Ôi, cái mai giờ kiếm sổ đỏ mẹ quá. Lấy sổ đỏ. Wow. Quý vị thấy không? Bên này ngọc trai mà bên trong nè. Wow. Wow, là ngọc trai không? Em đừng tránh xa em, em không có khó khỏi tay em. Không có khó khỏi em đâu. Quá trời luôn. Quá trời luôn. Vừa dây vừa đồng hồ luôn nè. Ngọc nhỏ nè. Ngọc nó bông tay. Tính ra là viên ngọc đen là viên ngọc giá trị nhất. Đó, này, mấy viên ngọc màu đen này nè. Là viên ngọc có giá trị nhất. Ok. Đây là một vòng tham quan cho quý vị thấy này. Ngọc nha, viên ngọc màu đen là viên ngọc trong có giá trị nhất đúng không? Xong rồi viên ngọc màu vàng kim. Và viên ngọc thứ ba là viên ngọc nhỏ nhỏ mà cũng tròn nhất á. Còn loại lại là bên kia là khoảng 6 hay 10 viên ngọc kia là nước ngọc thường đúng không? Đây này, ngọc kim này. Kim. Đó đó. Và chịu mấy giá tầm vẫn dành cho những người chơi được. 2.200.000 Các loại tiểu. Vòng cho quý vị cảm thấy ok. Bây giờ đợt này qua rồi như vậy đấy. Ok quý vị, tiếp tục cuộc hành trình nha. Ok, tạm biệt nha, quay chút xíu cho quý vị cảm thấy. Bên đây thì chỉ có mấy mẫu này nhỏ thôi, nhìn nó không thích khô. Dạ. Tại cái tay chị ốm. Dạ. Thấy không, đeo đồ cái tay như nó ốm á, đeo nó mấy phải... mẫu gì đơn giản á. Anh.
món này đẹp hơn nè chị, món này nhìn chim hơn. Hiểu ý rồi không? Dạ. Tại cái mai á nó nhỏ, mình đeo nó những viên ngọc này là viên ngọc của nước mặn nha, thì cái giá trị nó sẽ gấp, nói chung là nó trồng từ là phải gấp 10 lần cái viên ngọc của giá trị của nó. Có phải theo tuổi mình không? Mình nuôi tầm 5 năm đến 10 năm hơn mới cho ra ngọc. Không, ý ý có hợp tuổi rồi đó. Dạ, ngọc trai thì ai đeo cũng được. Đây nè, mình thấy viên ngọc không? Toàn bộ cái khu vực này là ngọc của nước biển nè, bên này cái ngọc xanh, ngọc ngọc đen này là cái giá trị nó cao nhất, nhưng mà ngọc đen thì nó khó đeo, ngọc vàng với lại ngọc trắng thì nó dễ đeo hơn. Cái chứng nhận mới cầm lên là 40 mấy triệu luôn. Thứ nhất là cả cộng dây với hai cái bọc màu đen thôi. Thật ra thì dành cho trung niên trở lên. Thường thường ngọc thì những viên ngọc trai với đồ thường thường những người lớn tuổi có đeo nhiều. Đấy. Quá trời luôn. Từ bóng, trai là từ bóng. Đây là cái hạt long bích là lớn nhất của đảo Phú Quốc này quý vị. Nuôi cấy của về những cái ngọc trai có giá trị có thể lên tới hàng tỷ đồng. Tầm mình đợi tầm 20 phút đó. Ừ được rồi, mình làm bắt hồn cuối cùng. Chú Bình hết hồn theo sự lựa chọn cuối cùng. Chú Bình lâu lâu chơi chốt hàng. Tỷ tư là còn thiếu nhiêu quay tính từ tỷ bay. Tỷ tư là còn thiếu nhiều à. Thôi bây giờ nha bạn. Chốt hàng. Rồi xong. Chốt hàng, chốt hàng. Tiếp tục đi ra ngoài này thì cũng có phía tiếp tục hàng quá trời luôn. Những người nào mà cần những cái sản phẩm mua về làm quà lưu niệm là quá trời đồ, rất là nhiều, toàn ngọc trai đồ không à, rất là nhiều quý vị. Đó quá. Dạ. Thì đang còn làm. Đang còn làm. Bấm bảo này. Đó, ra quán cà phê ngồi ngay đây rồi. Ok. Cuối cùng cũng xong. Đó mà không đi. Để chị có lớn không mình. Mình đợi tới cuối không lúc. Sao mà bị nó sao? Không đi rồi là nó mệt vậy đó, với mượn lá hồi nó khỏe. Mà có cái này đi luôn. Đẹp không quý vị?
sao, tiếp tục, bye. Yeah. Woohoo. Trời, nằm luôn, la liệt luôn, bye. Từ người nào kiểm soát người đó nha, người nào đi đi kèm, người nào đi trông từ lên tiếng nha, thiếu người nào báo cáo. Rồi, 3 ngày nghỉ dưỡng tại đảo, bây giờ chúng ta lên trở về sân bay nha. Đảo quý vị. Bây giờ đang còn trên đường đi ra, đang còn trên đường đi ra sân bay nha. Trở về, đã về đơn vị cũ. Cảm ơn chú tài xế với lại em Chí xinh đẹp. Ta vẫn cần phải xếp hàng, xếp hàng cái đã. Và mình đứng, mình sẽ xếp thành một hàng, ví dụ họ mở một quầy chúng ta xếp một hàng, họ mở hai quầy chúng ta xếp hai hàng, chúng ta chia ra để làm cho nó nhanh. Tại vì khi mà làm thủ tục xong, nhưng mà với an ninh thì vào bên trong ghế ngồi nó mới nhiều, còn ở ngoài khu vực mà làm thủ tục ghế nó rất ít. Dạ đấy, và mình sẽ chia ra ha, và những thành viên nào mà chúng ta có hành lý ký gửi là mọi người chúng ta tí mà chúng ta nhớ nhé. Ai có hành lý ký gửi chúng ta nhớ nha mọi người nhé. Nhớ nha. Dạ. Mẹ to sao dính liền với tôi hoài vậy trời. Gia đình nó không có cách xa tôi ra được hay sao? Đội lá mạnh luôn. Và những cái vali nào mà mình xác định quân tưởng được chọn cũng như là sử dụng dịch vụ công ty. Yeah. Qua đó thì đã tạo cho công ty có một cái cơ hội để mà đồng hành, để mà phục vụ đại gia đình ta trong chuyến tham quan Phú Quốc trong kỳ nghỉ 3 ngày 2 đêm lần này. Yeah. Thì lần đầu tiên thì em Chí cũng chia sẻ thật là mọi người toàn chúng em mình thì mọi người rất là vui vẻ, rất là đáng thương, nhà ai cũng là đuổi nhà đấy. Và tính thời điểm hiện tại thì cả đoàn nhà mình mọi người cùng nhau tạo nên một cuộc chiến đi, có thể nói tới thì hiện tại là rất là thành công nhà đấy. Tại vì ai cũng vui vẻ, ai cũng gần gũi, cho nên là cái chuyến đi của mình nó rất là thoải mái. Và bên cạnh đó thì em cũng gửi lời cảm ơn đến toàn thể gia đình mình ha, một lần nữa đã cùng nhau cùng với anh Chí tạo nên một cuộc chuyến đi rất là thành công. Bên cạnh đó thì em Chí cũng gửi lời cảm ơn đến chỗ bắt tay là chỗ anh Thanh, người đã đồng hành cùng với quý đoàn chúng ta trong khoảng thời gian là 3 ngày 2 đêm từ lúc đó tới thời điểm hiện tại bây giờ, và đã hoàn thành tốt cái trách nhiệm đó là đưa mình đi tới nơi về đến chốn một cách an toàn và hiệu quả nha. Và để thay cho lời cảm ơn đại diện chúng ta, chúng ta dành cho bắt tay và cảm ơn đại diện chúng ta rất là nhiều. Dạ, và trong quá trình đồng hành phục vụ quý đoàn mình trong khoảng thời gian là 3 ngày 2 đêm thì thực sự mà nói khó mà tránh những sai sót, những thiếu sót. Để cho nên là trong quá trình đồng hành phục vụ quý đoàn mình trong khoảng thời gian là 3 ngày 2 đêm, đội ngũ phục vụ còn vấn đề, còn thiếu sót, còn sai sót hoặc là chưa có chu đáo thì rất mong quý đoàn chúng ta thông cảm, lượng thứ và bỏ qua. Dạ, mình cố gắng làm sao mà thương nhau thì chứng tỏ là 10, mà dẫn nhau đến mấy mình cũng cười cho qua. Nhà mình đồng ý không ạ? Rồi, cảm ơn mọi người rất là... Dạ. Dạ, và bên cạnh đó thì em Chí thứ nhất là cũng thay mặt người dân trên đảo Phú Quốc gửi lời cảm ơn đến toàn thể gia đình mình. Thứ nhất là đã lựa chọn Phú Quốc là điểm đến, là kỳ nghỉ cho chuyến tham quan hàng ngày. Và bên cạnh đó thì mọi người cũng đã tin tưởng lựa chọn và mua sắm những phần quà cáp đặc sản bánh trái của người dân trên đảo Phú Quốc để mà về làm quà tặng cho bạn bè, cho người thân. Thì qua đó cũng đã góp phần thúc đẩy cái nền kinh tế của những người dân bản địa ở đây, những người dân địa phương ở đây. Dạ. Và em hy vọng rằng là trong những dịp sắp tới thì quý công ty Fly Travel sẽ có cơ hội được phục vụ quý đoàn chúng ta một lần nữa. Và đấy, có những chuyến đi chơi có thể nói là chúng ta ở lại 4 hôm, 5 hôm gì đấy, hoặc là có số lượng thành viên nhiều hơn nữa. Và đấy, và chúng ta chơi được nhiều hơn. Và em chúc mọi người chúng ta có một chuyến đi về là mạnh khỏe. Và chúc cho mọi người có trong công việc thì luôn gặp nhiều may mắn, thăng tiến trong công việc hay cả nhà ha. Và đặc biệt là phải có thật nhiều sức khỏe, bởi vì người ta bảo là có sức khỏe là có tất cả. Dạ, cả nhà ha. Và trước khi xuống xe thì cả nhà mình vui lòng giúp em Chí là sang kiểm tra kỹ lại tư trang hành lý cá nhân mình lần nữa. Có ai để phía trên cấp xe hoặc là để hành lý phía hầm xe thì chúng ta chủ động gọi em Chí ha. Đi vào bên đấy thì chúng ta di chuyển vào cùng với em Chí nhà đấy để làm thủ tục. Dạ. Mình cái quy trình mình làm thủ tục như thế này cả nhà.
mình sẽ đứng một hàng ha. Dạ, rồi em Chí sẽ đứng ở phía trên đầu hàng, em Chí sẽ hỗ trợ cả nhà chúng ta về vấn đề thứ nhất là có vé, về hành lý. Dạ đấy, và chúng ta chỉ việc đứng theo hàng, và ai mà muốn ngồi gần với ai á thì chúng ta chủ động chúng ta đứng cùng với nhau, một tay chúng ta chuẩn bị giấy tờ, một tay chúng ta chuẩn bị hành lý đến lượt mình di chuyển lên, mình đưa giấy tờ thôi cả nhà. Rồi em Chí sẽ đứng phía trên đầu hàng, em sẽ hỗ trợ cả nhà mình để có vé cũng như là về hành lý. Dạ ha cả nhà ha. Ở đây thì hiện tại thì cái có vé của mình thì có, em nhớ không lầm là ba có vé khác nhau. Dạ đấy, cho nên chúng ta không thể gom chung lại là cả nhà ha, tại vì có vé mình nó khác nhau ấy. À, cho nên là chúng ta nhập bài nha. Đứng xếp hàng là cả nhà ha. Còn những thành viên nào chúng ta đi máy bay chuyên nghiệp toàn điệu rồi, nhà đấy thì mọi người chúng ta có thể, nếu mà họ có mở thêm hai quầy chúng ta có thể di chuyển qua quầy bên cạnh bên để chúng ta làm luôn cũng được ha cả nhà ha. Thực ra thì cái thủ tục máy bay cũng rất là đơn giản nha cả nhà. Và em Chí thì chỉ lăn quanh lãnh quận Phú Quốc thôi. Nhà đấy, nhà đấy đi tới đi lui đi lùi tới cứ như thế xe vòng lăn quanh lãnh quận Phú Quốc thôi. Và trong những thời gian sắp tới, ví dụ như cả nhà chúng ta có người ho là lên đảo chợ đã tên sân bay Phú Quốc gì đấy, nếu mà cần thì có thể liên hệ với em Chí sẽ hỗ trợ mọi người cả nhà ha. Nhà hỗ trợ về nhân viên đặt phòng xe hay gì đấy thì em Chí sẽ hỗ trợ cả nhà mình. Dạ, và hy vọng là trong những dịp sắp tới thì chị sẽ có cơ hội để phục vụ mọi người. Dạ ha. Dạ rồi. Thùng nước suối trên đây cho mọi người đó. Đặc biệt là chúng ta có dùng nước suối, chúng ta lấy vào bên trong ngồi trong thời gian chờ đợi, ngồi mình dùng nước cũng được. Hai cả nhà khác khỏi phải mua ha. Cầm dạ, chai. Dạ, mỗi thành viên chúng ta nhận một chai. Xuống xe đàn lấy thì nó đàn toàn không có gì gấp đâu. À, đến sân bay rồi. Dạ, có gì? Dạ, không có gì phải gấp, gấp chống tao. Không. Đừng la lớn. Dạ, dạ, chúng ta đây là sân bay Phú Quốc. Rồi. Ok, bye bye nha, chở đâu à? Xong chưa? Rồi, đoàn chúng ta đã đến sân bay rồi, chuẩn bị trở về thôi. Một chuyến đi 3 ngày, 2 đêm đã đời rồi. Tạm biệt Phú Quốc. Xếp hàng check in. Đông vậy đó. Đang cầu xếp hàng check in. Tại sân bay Phú Quốc. Lúc nào có trời. Đồn này biết bao nhiêu người rồi. Cứng, buồn hết rồi. Ok. Tạm biệt. Ra đây rồi. Bây giờ xong rồi. Giờ về đây là Việt Nam rồi, không còn Việt Kiều. Tới Việt chứ. Về đây là Việt Nam. Tôi vui vẻ quá. Vừa mới quay phim lên năm tại sao nó bạc cho mình. Bởi vậy cái gì là 38 á. Nhưng chị lại thấy 83 rồi. Về đây này mà bạc nó cơ. Ta nói trước đi. Giờ giờ nội cũng thua gái. Ta ngồi cấp hấp đây chờ. Chờ chuyến bay vô thành phố. Từ Phú Quốc về Sài Gòn. Em kêu anh bỏ ra 1.4 tỷ mua cho em bộ trang sức cầu hôn em, cuối cùng thất bại cái gì rồi. Em buồn quá, em ngồi thấy không? Nhưng mà em hy vọng 8 10/11 này em chiến thắng chiến thôi rồi, bốt khổ luôn. Chưa ra trận mà nó làm cho em thất vọng rồi. Kể đi bài đó. Tỷ tư ok. Tạm biệt Phú Quốc. Không có tỷ tư không có tiền. Tạm biệt Phú Quốc, chúng ta trở lại đất liền. Bye bye. Ok. Đi vô cổng số 3, nói mọi người đợi qua cổng số 3 này. Thank you.
đây là sân bay Phú Quốc nha quý vị ơi. Bên trong của sân bay Phú Quốc. Mọi chuyện như vậy đó. Bây giờ từ đây sẽ bay về đất liền trong vòng 35-40 phút. Tiếp tục cuộc hành trình đầy gian dở mà. Đầy gian dở hả? Hiểu gian dở là cái gì không? Phiêu lưu ký. Đây là cho bấm xuống đây, bấm xuống luôn. Ba. Đi thang máy xuống. Rồi, dơ lại lên. Dơ. Rồi cuối cùng cũng ra đấy thôi. Để nào cũng về chờ. Ngày số 2 sẽ về lại Sài Gòn. 6:40. Đến lúc về tới Sài Gòn tan tành tới bẹ, không còn gì nữa, lạc đám rồi, mọi người về hết trơn rồi. Bye. Ok, đã đến hotel rồi, khách sạn đi đây. Ok, Eaton Grand Hotel Sài Gòn, quý vị, ngay Nguyễn Văn Trỗi, 253 Nguyễn Văn Trỗi. Ok, đã về đến khách sạn vào lúc 9 giờ đúng, đi từ Phú Quốc về quý vị. Rồi, tiếp tục, còn thêm 10 ngày nữa. Ok, bye bye. Hello, Bình Võ và Ngọc Trang xin kính chào quý khán thính giả và xin xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi và xem những cái thước phim vừa qua trên vùng đảo Phú Quốc của Bình và Trang đã đến đó du lịch trong 3 ngày, 2 đêm tại vùng đảo Phú Quốc này. Và quý vị cũng đã thấy được những cái phong cảnh và những cái vùng đảo rất là tuyệt vời phải không quý vị? Cũng như là những cái món ăn và những cái quang cảnh tại đảo Phú Quốc này. Và một lần nữa, Bình Võ và Ngọc Đăng xin kính chào và tạm biệt quý khán thính giả. Và kính chúc quý vị có một có những cái giây phút thật là thoải mái trong cái chương trình và đã theo dõi và tham quan những cái cảnh mà Bình đã đem đến cho quý vị. Và xin hẹn quý vị những video kế tiếp và cũng như Bình sẽ xin mời quý vị tiếp tục hãy đến tham quan Huế cũng như là Đà Nẵng và Đà Lạt cho những cái cuốn phim sắp tới đây. Một lần nữa, Bình Võ và Ngọc Trang xin tạm biệt và xin kính chúc quý khán giả có một có những giây phút thật là thoải mái trong những cái thước phim vừa qua. Xin tạm biệt và hẹn quý vị những cái video kế tiếp ạ. Xin tạm biệt, kính chúc quý vị có một buổi thật là thoải mái. Bye bye và xin hẹn gặp lại.